form dữ liệu của mình á, thì tôi sẽ hiển thị ra đây là cái một cái câu lệnh if này. Nếu cái current student ở phần tử số 2, tức là cái phần tử có ảnh, cái phần tử chứa ảnh ấy, mà khác rỗng, thì chúng ta sẽ có cái img nhét cái đường dẫn ảnh vào đây, sau đó thêm một cái thẻ br vào, và ở dưới chúng ta nhét một cái thẻ input type và file name bằng avatar. Xong chưa? Sau khi xếp xuống thì chúng ta sẽ được cái giao diện trông như này để giúp chúng ta thay đổi ảnh. Xong chưa? Còn cái việc mà thực tế ra ấy, là sau này chúng ta sẽ phát sinh những cái vấn đề khác nữa. Ví dụ như sau. Đây, ví dụ như thế này chẳng hạn. Đây, ví dụ như thế này. Quản lý trường chẳng hạn. Chúng ta sẽ có khi sẽ phát sinh ra những cái trò như thế này. Ví dụ chọn một cái ảnh. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây đúng không? Như này. Cái này gọi là drop ảnh. Crop, crop nhé. Là cắt, chặt đấy. Yeah. Chúng ta có thể sử dụng cái thư viện là Propit JavaScript để bắt cái ảnh và vừa mới chọn lên, sau đó là cắt ở giữa cái hình này, muốn zoom gì zoom. Được chưa? Đó, đấy là về cái vấn đề về ảnh. Thì sau này các bạn sẽ cần phải tìm hiểu thêm khi mà chúng ta làm giao diện. Thì khi mà làm giao diện, đây là đơn giản là thôi, cũng chat thôi, không có gì là lạ lẫm với mình cả. Mình đã học qua frontend rồi thì giao diện cũng chat thôi. Thì mình khi mà làm giao diện, chúng ta cố gắng làm cái gì đấy cho người dùng, người ta cảm thấy sướng nhất, thế là được. Được nhá. Thì chúng ta khi mà áp ảnh nó không áp đơn giản như tôi ở đây, nó không phải như này. Được nhá. Áp ảnh chọn một cái ảnh chẳng thấy có gì thay đổi thì nó hơi buồn cười. Nhưng mà đây là chúng ta đang làm basic, chúng ta test thì chúng ta cứ làm như thế này thôi, miễn là sao lên được ảnh và thay đổi cái ảnh ở ngoài là được. Được chưa? Còn cái vấn đề mà làm được như lúc nãy thì nó là vấn đề cả một giai đoạn về sau. Đến lúc đấy chúng ta sẽ, sau này chúng ta học về framework, chúng ta sẽ áp dụng thêm. Được chưa? Thì còn đây là cái thư viện ta dùng là cái trò rồi. Propit JS. Được chưa? Ở đây thì chúng ta đang hiển thị ra cái gì? Giá, những cái giá trị có sẵn của cái thằng user đang được xử lý, đúng không? Sau đó tôi sẽ tiến hành là, đây là Nguyễn Công Vinh chẳng hạn. Ví dụ như này. Được chưa? Xếp xuống đi ra. Xếp xuống làm nào. Xếp xuống thì nó vẫn cứ lên cái file này. Nó vẫn cứ lên cái file update submit, đúng không? Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta lại phải xử lý ảnh nữa. Ở đây chúng ta chưa hề xử lý cái ảnh nào cả. Đúng không? Chúng ta mới đang xử lý là không là ID này. Một là name này, hai là age, ba là school, đúng không? Chúng ta chưa hề xử lý một tí nào về cái ảnh. Thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý như sau. Khi mà làm việc với ảnh thì lại ăn cắp lại bên này rồi. Đầu tiên lấy ảnh, lại lấy cái ảnh, xong tạo ra file dir, check avatar xem có không, có thì lưu lại, đúng không? Có thì lưu lại, xong rồi sau đó là add tiếp vào trong cái bản ghi của cái thằng student này. Thì ví dụ chúng ta sẽ chuyển sang update này, thì tôi sẽ viết luôn cái đoạn đây avatar, đúng không? Avatar bằng file avatar này, file dir, xong avatar file size mà lớn không thì file dir bằng cái này. Được chưa? Sau đó xếp cái file ảnh vào. Rồi gì nữa? Chúng ta kiểm tra if. Ở đây cái ảnh nó có một cái thứ rất là đặc biệt, chúng ta if tiếp. Nếu cái file dir, cái file dir của chúng ta kìa, mà nó khác so với string rỗng, tức là có ảnh lên đúng không, thì cái phần tử ST ở phần tử thứ hai này này, ST ở phần tử thứ hai này của chúng ta, nó sẽ chuyển thành cái gì? Thành cái gì? Đúng rồi, thành file dir. Còn nếu không thì không động đến nó. Hiểu vấn đề, ở đây có một cái thứ khác so với lúc nãy. Ở đây nếu không có file lên, lưu ý nhé, không có file lên thì chúng ta không xóa ảnh đi, chúng ta không bỏ cái thông tin ảnh của cái student đang được xử lý đi, mà chúng ta chỉ đơn giản là không động đến nó để giữ lại cái đường dẫn ảnh cũ. Được chưa? Không động đến nó. Thế thôi, thế cho nên tôi mới chỉ dùng if ở đây, tôi không dùng else. Mà tôi cũng không xét lại giá trị cho nó nếu mà không có ảnh. Được chưa? Sau đó thằng tiếp theo là thằng số 3 với là age, thằng số 4 với là school. Được chưa? Xếp xuống coi này. Đây là cái ảnh khác rồi nhá. Update lên.
Ủa? What the fuck? Chưa lên sao? À, do cái form của tôi chưa có encrypt type. Encrypt type của multipath. Sửa form trừ data. Như này. Làm lại. Chọn cái ảnh khác. Rồi. Sang chưa? Đúng không? Đó. Add student. Đây là Đức đẹp trai. Đấy. Chọn một cái ảnh thật xấu. Đây, chọn cái này. Sau đó là tuổi là 12, 21. School là đại học. Hay còn gọi là học đại. Đấy. Xếp xuống. Đúng chưa? Rồi, bấm vào đây tiếp. Chọn một cái ảnh khác của Đức. Sau đó là Đức đẹp gái, ví dụ thế. Được chưa? Sau này khi các bạn vào cái website của tôi thì những cái dữ liệu là nó luôn luôn ở đây, bởi vì nó luôn luôn ở trong cái file là file data .txt, nó không đi đâu cả, trừ khi các bạn thay đổi, thò tay và thay đổi cái nội dung nằm trong cái file này thì nó mới được update và chúng ta không nhìn thấy cái gì nữa hoặc là nhìn đến một cái dữ liệu khác. Được chưa? Đây là cái khái niệm từ hôm trước đến giờ phải đến 3 hôm nhỉ? Đến 3 hôm không? Đến 3 buổi chúng ta làm việc với cái file dữ liệu này thì chúng ta mới tương tác xong. Thì ở trong này chúng ta gọi cái khái niệm này gọi là cái khái niệm liên quan đến thứ. Là khi các bạn thay đổi data rồi, dần sau các bạn vào nó lại hiển thị những cái dữ liệu mới nhất đã được thay đổi. Chưa? Và cái này nó sẽ chúng ta khi mà nói đến bắt đầu chúng ta sẽ có những cái vấn đề như sau. Thứ nhất, chúng ta cần phải tách bạch ra ba phần rất là rõ ràng với nhau. Ba phần không phải hai. Bởi vì để làm bắt đầu chúng ta phải có tận ba phần này. Thứ nhất là về giao diện, hay còn gọi là presentation, layout. Trong presentation là trình diễn đúng không? Thì ở đây cái phần trình diễn tức là cái phần để giúp người dùng có thể động chạm nó, tức là tương tác hiển thị với họ và tương tác giúp họ có thể có một cái giao diện dễ dàng tương tác với dữ liệu. Thì cái phần này chúng ta cấu thành bởi HTML này, CSS này, JS này và được sinh ra từ cái phần thứ hai ở đây, đúng không? Cái phần thứ hai của chúng ta người ta gọi là cái phần logic, hay còn gọi là business layer. Business layer là xử lý logic, quyết định hiển thị cái gì, không hiển thị cái gì, sinh ra cái gì và không sinh ra cái gì, và chuyển đổi dữ liệu hay không, đúng không? Có lưu file hay không, thì nó là của phần logic này chúng ta viết bằng PHP. Hay thậm chí chúng ta có thể viết được bằng rất nhiều các ngôn ngữ khác như Java, Node.js, Python, Golang, rồi Ruby, .NET, đủ các thể loại. Và tầng cuối cùng, đây là tầng dữ liệu. Cái gì? Tầng dữ liệu hay còn gọi là data, gọi là data layer. Data layer hay còn gọi là cơ sở dữ liệu. Phần tiếp theo chúng ta sẽ học về cái này. Thấy chưa? Là một chỗ để giúp chúng ta có thể lưu trữ được những cái file hay là những cái dữ liệu mà chúng ta đã chuẩn hóa nó ở trong cái phần ổ cứng của hệ thống, đúng không? Bởi file chúng ta đang lưu trữ ở ổ cứng đây này, đúng không? Lưu trữ vào ổ cứng thì nó còn ở đấy mãi, trừ khi chúng ta bỏ cơ sở dữ liệu đi, viết cái khác, đúng chưa? Đó, đấy là cái phần về data layer, hay gọi là cơ sở dữ liệu. Nhưng mà thực tế ra khi các bạn sau này các bạn làm việc ấy, thì cái data layer này nó không phải là cơ sở dữ liệu nhé, nó chỉ là công cụ để tương tác với cơ sở dữ liệu, nó vẫn là code base. Nhưng mà sau này tôi sẽ nói về phần này sau. Xong chưa? Đó. Giờ đã hiểu khái niệm về cơ sở dữ liệu chưa? Cơ sở dữ liệu là bất cứ thứ gì, miễn nó giúp chúng ta lưu trữ lại được những cái dữ liệu của hệ thống. Và thường thường những cái dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu á, hầu hết là dữ liệu gì? Biết không? Dữ liệu có cấu trúc. Đấy. Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu bao giờ sẽ có cấu trúc. Chẳng có một thằng nào không có cấu trúc. Không có cấu trúc chúng ta không biết đâu là đâu. Cái phần nào là của ID, cái phần nào là của name, cái phần nào là data, cái phần nào của string. Không biết đâu. Được chưa? Thực tế ra ấy,
cơ sở dữ liệu đấy, con cái dạng text của chúng ta nó chẳng qua tôi làm tôi hành hạ chúng ta mấy ngày hôm nay, chẳng qua để giúp chúng ta hiểu cái tầm quan trọng của cái cơ sở dữ liệu và cái biến đổi nó như thế nào. Thực tế là khi chúng ta học, đã học cơ sở dữ liệu ở trường chưa? Hả? Qua chưa? Qua rồi. Qua rồi. Thì nhỉ? Học lại cơ sở dữ liệu nào? Hả? MySQL. Còn loại nào nữa không? Tất cả đều học MySQL. Hậu học cái gì? SQL Server. Cốt xì sao à? Rồi. Thì cái chúng ta nói tổng quan lại, nhắc lại một chút này. Cơ sở dữ liệu hay database. Cái này đúng không? Đúng không? Rồi, nó là cái gì? Đó là cái gì? Data là gì? Dữ liệu. Dữ liệu, bay là gì? Cơ sở thôi, nền tảng. Thì nó là cái gì? Nó có thể là một phần mềm, hay là một tập hợp các file chứa dữ liệu và được gì? Và được tổ chức, hay còn gọi là có cấu trúc. Đây là cái điểm đầu tiên của tất cả các thể loại cơ sở dữ liệu. Tôi chỉ nói những cái chung thôi. Đây là cái đầu tiên. Nhớ nhé, quan trọng nhất là cái đoạn này. Không có cấu trúc thì chúng ta không truy xuất được. Đấy là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai là các cái thể loại cơ sở dữ liệu ấy, nó có một cái điểm chung nữa. Đó là cái gì? Nó có cơ chế truy xuất, truy cập, đúng không? Truy cập là gì? Truy cập sẽ bao gồm là truy xuất và cái gì nhỉ? Cập nhật. Tôi nhầm xin các bạn. Truy cập là nó sẽ có cái cơ chế là đọc ghi. Tôi không nhớ từ Hán Việt của nó là gì, đọc ghi. Nhớ nó chỉ cần có đọc và ghi là được. Và nó sẽ có hỗ trợ chúng ta một vài cái công cụ để giúp chúng ta đọc hay ghi gì đấy vào trong cái dữ liệu này. Được chưa? Ngoài ra, có một đặc điểm cực kỳ quan trọng nữa ở trong cái cơ sở dữ liệu đó. Bạn biết là cái gì không? Không phải. Query là cơ chế rồi. Có một cái đặc điểm nữa. Đó là cái cơ sở dữ liệu của chúng ta. Nó sẽ cho phép nhiều cái thiết bị access vào trong, tức là truy cập vào trong. Ví dụ một con server tôi để dùng để chỉ chứa cơ sở dữ liệu rồi tôi đặt sinh. Sau đó tôi sẽ khi mà tôi tạo ra cái cơ sở dữ liệu đấy, tôi tạo ra con server đấy thì người ta sẽ cho tôi một cái dãy IP, giống cái dãy số hôm trước tôi bảo các bạn làm đấy, IP config, được chưa? Và người ta sẽ cấp cho tôi một cái account, một cái password. Đó, dựa vào ba thông số này tôi có thể kết nối đến một cơ sở dữ liệu, không phải ở máy tôi mà ở máy ở đâu tôi biết, miễn là truy cập được. Được chưa? Nó sẽ có thể là được remote từ nhiều các cái thiết bị khác nhau. Và thực tế ra khi mà sau này các bạn làm dự án thực ấy, thường thường là các bạn sẽ làm cái teamwork, ví dụ bốn thế này, bốn đứa theo hàng dọc này là một team, thì chả nhẽ làm chung một dự án thì mỗi đứa một cơ sở dữ liệu không làm thế được, mà chúng ta sẽ phải có một cái cơ sở dữ liệu chung đặt ở đâu đấy, và cái cơ sở dữ liệu đấy có thể cho phép cả bốn đứa chọc vào thêm sửa xóa ngay lập tức, đứa này thay đứa kia nhìn thấy ngay, hiểu chưa? Đó, thế chúng ta mới làm teamwork được. Chứ nếu mà chúng ta mỗi thằng ôm một cái cơ sở dữ liệu ở máy mình á, đến lúc ghép vào khổ không triển khai được đâu. Bởi vì ví dụ như kiểu là Trang đang làm cái phần phân quyền cho người viết bài chẳng hạn, nhưng mà Đức lại làm cái phần là xóa cái phân quyền đi, đúng không? Một đứa thêm một đứa xóa, đến lúc ghép vào chẳng biết là như nào đấy nhỉ? Chưa tính là trong quá trình làm việc có thể khả năng cái cấu trúc trong cơ sở dữ liệu nó sẽ được thay đổi, đúng không? Ví dụ như chúng ta đang có cột là role, chúng bây giờ sửa thành role ID chẳng hạn, nó chỉ sửa một chữ thôi, thêm chữ ID vào, thì đến lúc đấy có khả năng là toàn bộ code của Trang sẽ bị thay đổi.
Đó, cái việc đấy rất nguy hiểm. Cho nên là khi đã thay đổi, khi đã làm việc teamwork với nhau thì tất cả các máy của Dell sẽ chọc chung vào trong một cái cơ sở dữ liệu thì mới làm được, chứ không không làm được. Được chưa? Đấy là khái niệm về cái cơ sở dữ liệu. Còn bạn nào bổ sung gì không? Rồi. Khi không nhớ cái gì mà bổ sung ví dụ. Khi mà đã qua thì không cần phải nhớ. Thì tình hợp. Qua. Tiếp theo là về cái gì? Giới thiệu về các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nó khác nhau nhé. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Các bạn biết bao nhiêu loại cơ sở dữ liệu? Nó vừa xem xét cái mồm nó dùng MySQL xong. MySQL là một này. Thông dụng này. Rồi, kể nhá. MySQL. Đi nữa. SQL Server. Đi nữa. Access. Rồi. Đi nữa. À? Postgres. DB2. Giờ nó còn có người dùng cái này á? Formic. Là cái gì vậy? Không biết. Em thấy nó chưa nghe bao giờ luôn. Đấy, toàn những cái thứ cổ điển gì nữa? Oracle. Oracle. Đọc là Oracle. Gì nữa? Postgres. Đây rồi. Postgres. Gì nữa? Hết rồi. Thế rồi, thế này thế thôi ạ. Đã nghe đến MongoDB bao giờ chưa? DynamoDB bao giờ chưa? Yếu ạ. Còn đây. Nghe bao giờ chưa? Cái bên này này, người ta gọi là cơ sở dữ liệu có quan hệ. Bên này là cơ sở dữ liệu không có quan hệ, hay gọi là NoSQL. NoSQL. Thì những cái thể loại này nó có đặc điểm chung đó, đó là xây dựng từ lâu rồi, từ rất lâu rồi. Ngoài ra nữa nó sẽ xây dựng theo hoạt động theo cơ chế là Scheme. Scheme hay còn có thể là gọi là bảng table. Trên cơ sở này là chip. Còn dưới Scheme hay dưới table ấy, thì nó sẽ có thêm là Column và Row, hay còn gọi là Record, tức là các cái bảng ghi, đây là các cột, đây là bảng ghi. Hoạt động, cái mô hình hoạt động của nó giống trông giống hệt như là cái file Excel của chúng ta, nhiều cột, nhiều dòng. Đó, còn tùy thuộc vào các cái loại, tùy vào những cái loại cơ sở dữ liệu nó thiết kế, kiến trúc thì nó sẽ có thêm trên cái scheme hay trên cái table nó sẽ có là table space. Đó, có rất nhiều cái kiến trúc khác nhau giúp chúng ta query nhanh hơn hay là như thế nào đấy. Đấy, đây là cấu trúc của cái cơ sở dữ liệu, các loại cơ sở dữ liệu có quan hệ. Còn loại thứ hai, xong phần này chưa? Loại thứ hai, đó là loại NoSQL, thì cái này nó mới thôi. Rơi vào tầm khoảng năm 2008-2009 thì đấy, bắt đầu ra là ra thằng MongoDB. Thằng này nó ra phát là thay đổi hoàn toàn cái khái niệm về cơ sở dữ liệu của mọi người luôn. Cái NoSQL này, hay là những cái Mongo này là mô này, nó hoạt động buồn cười lắm. Nó hoạt động theo kiểu cơ chế là nó là tất cả dữ liệu ở trong đấy, nó không chia bảng, chia cột gì cả. Nó gọi tất cả là collection. Collection, mỗi bảng của chúng ta tương đương với một collection. Và trong cái collection này nó thường thường là lưu trữ theo kiểu dạng là mảng như này. Và trong mỗi mảng thì nó lại có cái này, nhìn quen lắm. Này trông giống cái gì? Nó chính là cái JSON trong JavaScript, và tất cả dữ liệu của nó đều là đối tượng cả. Đây, cái này là một đối tượng. Phải lại đối liên đối tượng tiếp theo đến bao giờ hết thôi. Và tiếp theo nữa là các cái trong cái JSON này thì nó có cái gì? Key, hai chấm value, đúng không? Và thêm nữa thì lại phải là key, hai chấm value, như này. Bao nhiêu? Thêm bao nhiêu thêm? Dữ liệu của nó gần như là không có cấu trúc. Cấu trúc chẳng qua là do cái cấu trúc chuẩn đấy, cái cấu trúc fix cứng đấy thì hầu hết là do cái dev tự phát triển ra thôi. Và muốn lưu trữ thêm một cột đơn giản, thêm một thuộc tính vào đây, bao nhiêu cột cũng được, bao nhiêu dữ liệu cũng được, tất cả đều tích.
cái này nó rất là mềm dẻo, nó cực kỳ mềm dẻo và nó không có cái, có cái trò đó là cái constraint, tức là cái quan hệ giữa các bạn ở trong cái bên này nó có với nhau, bên này nó không có quan hệ gì cả đó. Và tất cả lưu trữ theo dạng text và di sản như này, cái này nó đẻ ra nó rất phù hợp với cái xu hướng hiện tại, xu hướng công nghệ hiện tại, đó là tất cả đều phát triển theo hướng là RESTful. Nghe từ nào bây giờ chưa? RESTful Web Service. Trong bọn này đần thối à? Có nghe từ SWAT bây giờ đâu? Không nghe bao giờ hả? Thế có nghe từ Web Service bao giờ không? Cái này là cái gì? Hả? Không nghe bao giờ hả? Web service nó dễ lắm, nó cũng là web thôi, nhưng mà nó cũng hoạt động trên cơ chế là các cái URL chúng ta truyền tải với nhau, nhưng nó không có giao diện. Đơn giản một điều là không có giao diện. Tất cả dữ liệu truyền tải qua nhau ngày xưa ấy, thì web service, các bạn có để ý ngày xưa những cái trang, ví dụ trang báo nổi tiếng như đọc rằng là Dân Trí này, VnExpress này, rồi cái gì nữa nhỉ, 24 giờ này, nó có hay nó có cái biểu tượng trông như này DRSS, có để ý không? Không bao giờ. Ôi giời ơi. Đúng rồi, khi mà bấm vào đây nó sẽ đẩy ra một cái file, cái file đấy con nuôi là XML. Đó, tên là cái gì đấy, xong XML. Thì cái code ở trong XML nó trông giống hệt cái code HTML ấy. Nó giống y xịt hệt luôn. Đúng rồi, đó. Thì ngày xưa khi mà cứ truy cập vào một cái đường dẫn nào đấy thì nó lại output ra một cái file HTML như vậy. Thì cái những cái người mà đọc dữ liệu từ cái file HTML đấy sẽ bóc tách ra được cái cấu trúc tin tức ở trong đấy và có thể lấy ra hiển thị ở trên web của mình. Được chưa? Cái việc này nó làm gì? Ví dụ ngày xưa các bạn đã bao giờ nghĩ đến cái việc là có hiện tại có rất nhiều ngôn ngữ web đúng không? Java này, C# này, PHP này, Ruby này. Tại sao chúng ta lại nói chuyện với nhau? Trong một hệ thống có thể nhá, hoàn toàn có thể xảy ra cái chuyện là trong một hệ thống code cả bằng PHP lẫn Java, đấy là chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Thế vậy làm sao chúng nó nói chuyện với nhau? Nói đồng mồm à? Không, chúng nó phải có một cái ngôn ngữ chung. Ví dụ như Việt Nam nói chuyện với Lào để thông qua cái tiếng Anh. Đúng chưa? Thì cái ngày xưa đấy, cái HTML này, nó là cái ngôn ngữ chung của tất cả các cái ngôn ngữ lập trình. Đấy chưa? Bởi vì nó có cấu trúc, người ta ai cũng đọc được. Đấy chưa nhỉ? Sau đó thì Java và PHP có thể nói chuyện với nhau. Và sau này, đến từ năm 2009 đổ lên ấy, là nó bùng nổ cái công nghệ là gì? Biết không? Mobile thì mobile hầu hết code bằng Java này, code bằng Objective-C này. Thì code, thì web service thì code có thể code bằng tất cả các thể loại khác, nhưng nó output ra đều là cái chuẩn này. Thì mới giúp nó tương tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được, thông qua một cái cổng nữa, đó là cái web service đứng giữa hệ thống. Được chưa? Nhưng mà sau này ấy, người ta phát hiện ra là làm cái XML này khổ vãi chưởng. Thứ nhất là bởi text nó quá nhiều cho nên là bóc tách nó khó lắm. Cái thứ hai nữa đó là cái file XML nó khá là nặng. Nó nặng hơn so với message text bình thường. Nhưng bởi vì nó có thẻ mở này, xong rồi viết text này, thẻ đóng à, xong text à, thẻ mở này, xong rồi text này, thẻ đóng này, nó rất là nhiều ký tự, nó nặng. Cho nên người ta chuyển sang một loại khác, sau đấy người ta sáng tạo ra cái thứ người ta gọi là JavaScript Object, hay còn gọi là JSON này. Thì tất cả mọi thứ kiến trúc, cấu trúc của nó đều là thuộc về đối tượng và nó dám đều là text cả. Thì ngôn ngữ nào cũng đọc được cái này. Cho nên là người ta phát triển ra một cái chuẩn HTML gọi là chuẩn SWAT. Còn cái chuẩn của RESTful ấy, thì nó là thằng này nó bao trùm lên cái thằng SWAT này. Nó cũng có thể xuất được ra HTML, nhưng mà đồng thời nó hơn thằng SWAT ở chỗ là nó xuất được ra JSON. Đây. Đó, vậy thôi. Chứ cũng chẳng có gì. Và JSON nó là bây giờ nó trở thành ngôn ngữ chung. Mobile đọc được, web đọc được, JavaScript đọc được và lưu trữ luôn ở trong DB, đẩy ra vèo cái ra, đơn giản. Đỡ mệt. Thấy chưa? Và thường thường người ta sử dụng cái dạng là MongoDB hay DynamoDB này để phục vụ cho những cái dự án kiểu dạng là dễ dàng nâng cấp, dễ dàng sửa đổi cấu trúc dữ liệu. Đó, thì người ta sẽ làm cái này. Tất nhiên thằng này nó không ổn định bằng thằng này. Và tốc độ hiện tại thì thằng này nó hơn rồi. Nhưng thằng này hiện tại là vẫn được dùng nhiều. Bởi vì nó chắc chắn hơn rất là nhiều so với cái thằng này. Kiểu này thay đổi phát chết choát, chết mệt luôn. Bởi vì nó mềm dẻo quá. Cho nên là người ta cũng không hay dùng lắm. Ví dụ
như cái DynamoDB này, nó là một cái cơ sở dữ liệu có trả phí của thằng Amazon Web Service. Nó có lợi ích gì khi mà chúng ta dùng cái này này, các bạn khi mà dùng cái này này, đó là một lúc nào đấy cái cơ sở dữ liệu của chúng ta lưu trữ cứng luôn, sẽ đến một lúc nào đấy chúng ta cứ dùng, đến một lúc nào đấy nó sẽ bị gì, nhiều quá, nó bị nhiều quá, nó đầy cho nên hệ thống nó sẽ bị chậm đi. Bây giờ các ông cứ tải khoảng 2T của điện bán này, khoảng 200 terabyte phim về vứt ở máy mặc dù không xem, chạy một phần mềm bất kỳ xem nó có chậm không, chắc chắn là sẽ chậm bởi cái không gian xử lý nó không còn nhiều. Cho nên là nếu mà sử dụng cái thằng này thì Amazon nó cung cấp luôn một cái dịch vụ đó là scale out, tự động tách ra thành một con server nữa để lưu trữ dữ liệu khi mà một con đã bị đầy đó, thì nó an toàn hơn cho dữ liệu của chúng ta và đảm bảo vô phần mình. Đấy là lý do vì sao nó bắt trả phí, được chưa nhỉ? Quay trở lại với cái mới này thôi, xong môn cái này chúng ta không học trong cái khóa này, tôi chỉ giới thiệu qua được thôi, được chưa? Còn nếu thích thì chúng ta có thể tự vọc vạch với nhau và cài là cái MongoDB thằng này nó có bản miễn phí, bản miễn phí luôn đó. Thì chúng ta có thể học thôi, cái gì cái này hay cực kỳ luôn. Đi làm có cần cái đấy có chứ, sao không, quá là bình thường luôn. Bây giờ cái kiểu cơ sở dữ liệu nào các bạn chẳng phải động vào, ví dụ như tôi nhá, tôi không phải là thuộc dạng tốt biết gì đâu, nhưng mà khi đi làm á, rơi tầm 3 đến 4 năm thôi, phải làm có những thằng này rồi. Thằng này chắc chắn rồi này, bây giờ cũng tên là MariaDB. À, thằng này, công ty CETA còn làm đợt nét, chắc chắn là làm thằng này rồi. Con dự án đồ án của tôi làm thằng này, Oracle. Postgres thì làm ở DHX. Đó, Access chưa làm bao giờ, thề luôn. Chưa bao giờ làm Access luôn. DB2 tôi chưa được bao giờ. Còn MongoDB thì vừa dùng cho con app nông nghiệp. Còn Dynamo thì chưa được động bạn. Đó, bằng này là cơ sở dữ liệu cho một người có thể là đi làm vài năm. Đấy, chuyện bình thường các bạn phải sẵn sàng đối phó. Bây giờ nó còn có thêm thằng GraphQL này. GraphQL này. Nó là cái cơ sở dữ liệu của Facebook. Nó cũng thuộc dạng NoSQL. Ô, để lắm làm gì? Khi mà ông lưu trữ trên này thì nó có lợi gì? Nó có data, còn Facebook giàu là do có info dữ liệu của người dùng chứ còn gì nữa. Không có người dùng thì đào đâu ra nó có chạy quảng cáo được. Đúng không? Các bạn biết để đạt được 1 triệu người tiếp cận một bài viết mất bao tiền không? 1 triệu lượt tiếp cận một bài viết, một bài quảng cáo. Nếu mà chạy chuẩn nhá, thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 100 triệu, 120 triệu tiền Việt Nam đấy. Đó, đã đẻ ra tiền chưa? Ai ạ? Ví dụ 1 triệu lượt tiếp cận bằng 120 triệu. Đó, nó sinh ra rất là nhiều tiền. Nếu mà chúng ta có dữ liệu, thứ nhất là nó làm cái này, biết chúng ta làm cái gì, đúng không? Còn thằng này thì để bán thôi, đang để bán thôi. Đúng không? Còn thằng này nó miễn phí nhưng mà nó kiếm tiền từ cái gì? Ví dụ thằng này cũng miễn phí này, nhưng nó kiếm tiền từ cái gì? Điên à? Nhảm nhí. Kiếm tiền từ cái gì? Đúng, đấy là một. Cái thứ hai nữa, đó là những cái vấn đề khó giải quyết ở khi mà sử dụng những cái thằng này. Thì chúng ta cần phải dùng đến gọi đến bọn chuyên gia đúng không? Đã sinh ra tiền từ đấy rồi. Mà đến bây giờ gặp một cái vấn đề về kỹ thuật của cái thằng này mà chúng ta không tự giải quyết được. Thì gọi chuyên gia. Thì chuyên gia thì nó phí nó cao, tiền nó cao, nó thêm tiền service, phí dịch vụ. Ông muốn nâng cấp hay làm cái gì đấy, ông thuê người của tôi, ông phải trả tiền cho tôi, đúng không? Mà bọn chuyên gia toàn bộ phí đắt rồi. Cho nên này chị biết sao rồi, đúng chưa? Chả nhẽ bỏ thì chết dở, bỏ cho chết dở ngay, đúng không? Rồi bây giờ hiện tại ấy, cái mảng bên này thì cũng nói, mảng bên này cũng nói. Cái bảng bên này á, các bạn biết thằng này của công ty nào? Của thằng này. Thằng này là của thằng này. Oracle cũng của thằng này. Và thằng này nó cũng mua luôn Sun. Thằng này thuộc về thằng này. Sun Microsystems là Oracle mua lại.
Và bây giờ Java là thuộc về tập đoàn Oracle. Và Oracle nó cũng làm ra cái loại cơ sở dữ liệu tên là MySQL, mới được nâng cấp năm ngoái hay năm kia gì đấy, đổi tên thành MariaDB. Đều của thầy hết. Chưa nghe đến Oracle bao giờ? Chưa nghe tập đoàn Oracle bao giờ? Có nghe. Cái gì lão gì, Harin gì không nhớ. Rồi. Hình như thằng này cũng của nó tao ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm. Của nhà nó hết thì. Hình như của nhà nó cả. Thế còn thằng này của mình nào biết không? Thằng này và thằng này. Đúng rồi. Của Microsoft. Làm gì có thằng nào công ty nào tên là Office. Của thằng Microsoft hết. Được chưa? Đó. Và những người dùng mới thường thường là dùng cái này. Dùng cái này là chính. Đa phần. Bởi vì MySQL thứ nhất là nó miễn phí, cài đặt dễ. Và cái thứ hai nữa là nó phù hợp cho các cái dự án vừa và nhỏ. Vừa và nhỏ rơi vào tầm khoảng dưới 1 triệu bản ghi trên một bảng, bảng cơ sở dữ liệu. Thì người ta nên hay dùng kiểu này. Được chưa? Tiếp theo thì cấu trúc phân tầng của những cái thể loại này thì nó gồm những cái gì? Thì mỗi một cái máy server, vì sao mỗi cái máy tính á, ví dụ như máy tính của mình cũng có thể coi là con server cùi. Thì như nào? Ví dụ một server thì có bao nhiêu? Có n, có này, có n cái database, có n cái cơ sở dữ liệu. Mỗi cơ sở dữ liệu có thể phục vụ một hoặc nhiều cái project khác nhau. Được chưa? Dưới cái cấp database này thì là cấp table. Đúng không? Cấp bảng. Dưới cái cấp bảng này một thằng database có n bảng. Dưới n bảng, dưới mỗi một cái bảng thì lại có n cột và n dòng. Cái cột này gọi là, nếu mà đúng tên của nó ấy, thì người ta gọi nó là attribute. Còn cái dòng này này, cái dòng này gọi đúng tên ấy, gọi tên là record. Tức là mỗi một dòng là một bản ghi. Được chưa? Đây là cấu trúc phân tầng. Còn trước đây nếu mà cho Oracle ấy, thì nó sẽ có thêm một tầng ở đây là table space. Đó, nó nhiều tầng hơn như này. Nên cho tầng Oracle, nhưng chúng ta học MySQL cho nên chúng ta sẽ bỏ qua này. Được chưa? Không được. Và các cái bảng của chúng ta đấy, các cái bảng đấy, nó có quan hệ với nhau. Nó có quan hệ với nhau. Ngoài ra nó còn có thêm các cái index. Ví dụ như primary key là một loại index này, foreign key là một loại index này. Index không cũng là một loại index nữa. Có một cái chữ index không? Đó. Được chưa? Xóa đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng MySQL ở trong cái lớp mình. Thì như nào? À, khó nhỉ? Là hơi khó. Chúng ta bật SAM, đang dùng SAM cả đúng không? Thì bật SAM này. Thì chúng ta bật lên nó có cái MySQL đúng không? Đúng ạ. Run. Chạy nó lên. Start cũng được, tôi không nhớ cái từ đấy đâu bởi không có. Thì không dùng mẹ. Không. Bởi vì MySQL á, nó có trong cái bộ của SAM thôi. Nó có trong thôi. Chứ thực ra chúng ta phải cài riêng được mà. Chúng ta hoàn toàn có thể tự cài riêng được MySQL. Không sao cả. Gì đây? Cài được. Tôi làm đi. Không biết đọc tiếng Anh nhưng sẽ khổ lắm. Không biết hỏi. Không hỏi tôi. Thì chưa chạy thì chưa run được chưa? Rồi. Đa phần nào run được. Nhưng khi nào cũng chạy. Đúng. Thế không muốn là chạy nào ta chơi lên. Dưới nó có cái đường ngoài lại. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Bây giờ để truy cập vào cái cơ sở dữ liệu của mình á, thì mình bật Apache lên nhá. Mình vào web, mình gõ localhost 2 chấm cổng bao nhiêu đấy tùy. Sườn php v
My admin. Không cách. Đây là hiện ra. Không có. Đấy là tìm kiếm. Ở đây là enter xuống. Hiện được khi bây giờ sao đâu tổng công cũng 80 mà không một cái gì đấy chắc thầy học tổng bao nhiêu nữa thì bị điên à, tổng công phải chạy cái tổng quát chứ. Giờ thì đang làm đấy chắc biết cái gì. Được chưa? Đúng không? Được chưa? Đúng chưa? Đó. Cái PPM admin này là một cái tool, và là một cái tool thì đúng hơn, để giúp mình quản lý cái cơ sở dữ liệu của mình. Thế nhá, chúng ta có rất là nhiều tool. Và bản chất cái thằng MySQL ấy, nó không hoạt động trên cái tool này. Nó hoạt động như thế này này. Ví dụ như của tôi hoặc các bạn có thể mở CMD lên các bạn xem. Ví dụ tôi mở cái terminal lên, tôi cd vào etc, đây là của tôi thôi nhá. Cái gì nhỉ, các bạn không có cái này đâu. Để tôi coi xem nó nằm ở đâu, chẳng biết nó nằm ở đâu, quên xứ rồi. Đây OSX set MySQL. Để tôi xem lại cái thư mục nó ở đâu đã. Đây rồi, user local. Đây. Đây nó như này này. User CD. CD vào thư mục user này, local này. Sược MySQL này. LS cách chữ A. Rồi, sược CD vào bin. Rồi bây giờ MySQL cách trừ U cách root cách trừ P. Oh shit. Cái gì đây? MySQL. Chạy có đúng rồi mà. Trừ U. Nhào nhỉ. Để tôi chờ tôi tí để tôi vào item. Item nó dễ hơn. CD local MySQL. Cái nào ta? Bin. À đây đang CD, xin lỗi các bạn. Tôi đây nhầm. Không được. Không được. Cái này để tôi xem lại, tí nữa tôi check lại sau. Nhưng mà bản chất của cái thằng này này, nó là nó khi mà các bạn chạy á thì nó sẽ cài vào trong cái thư mục SAM MySQL của các bạn, và các bạn có thể thay đổi cái MySQL, dữ liệu trong MySQL đấy bằng các câu lệnh. Thì như tôi sẽ hay dùng cái tool này, chứ tôi không dùng cái ppmadmin. Navigate. Các bạn thử search thằng này. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái bản có crack. Ở trên Win thì nó có crack. Ví dụ như vào Facebook. Facebook các bạn để tôi chờ tí rồi tìm cái kia nhá. Là not win. Đây à. Sao rồi?
đây phần mềm Navigate. Bản này có crack sẵn rồi, tí nó chạy phát là xong. Cái gì diệt virus đấy, các bạn tải về thì các bạn tải về xong thì giải nén nó ra, nó sẽ trông như nó sẽ có một cái phần mềm như này, Navigate Premium, được chưa? Cứ tải về cài đi, cài cái file nặng ấy, xong cài xong rồi chạy cái file nhẹ. Ở trong đây nó có hai file thôi, xong rồi tôi hướng dẫn crack xong đã, xong rồi sẽ làm tiếp. Bởi vì tôi không dùng cái thằng ppmadmin kia, bởi vì ppmadmin ấy nó chỉ có kết nối được đến một cái cơ sở dữ liệu của các bạn ở máy mình thôi, được chưa? Còn sau này khi mà đi làm việc chuyên nghiệp ấy thì người ta phải vào trong cái vào nhiều cơ sở dữ liệu ở các máy khác nhau, được chưa? Cho nên là ví dụ đây là máy tôi này, đây các cơ sở dữ liệu trong máy tôi này, đây là một cái con server khác này, đấy, đúng không? Thì làm việc trên máy khác nữa chứ không phải chỉ trên server của mình đâu. Cho nên là dùng cái này chúng ta có thể vào được những cái máy khác nữa, dễ hơn rất là nhiều. Tất nhiên phải tạo tài khoản các thứ các kiểu chứ. Cái gì vào Facebook? Thì đăng nhập vào, thích đăng nhập bằng cái gì thì đăng nhập, ô hay, chưa tải thì Excel bao giờ à? Quê thế nhở? Tải về, nhanh lên. Cái nào trước? Cái nào trước? Có
không giải nhẹ những tài được. Sau khi các bạn bật cái giao diện lên thì nó có cái phần này đúng không? Nó có cái phần connection ở dưới này chưa có gì đúng không? Chúng ta sẽ chọn connection, chọn cái loại cơ sở dữ liệu chúng ta muốn kết nối đến. Ví dụ hiện tại đang dùng MySQL thì kích vào MySQL. Được chưa? Hiện tại của các bạn nó sẽ để trống giống như tôi bây giờ. Được chưa? Sau đó các bạn test connection. Cái kia là cái nào? Rồi mày dẹp đi, mày nói ít thôi. Successful. Đúng chưa? Bởi vì cái cơ sở dữ liệu của các bạn ấy nó có tài khoản là root và password là trống. Còn của tôi thì nó không, của tôi đổi pass rồi, cho nên là của tôi nó không trống nữa. Đây nếu mà test connect thì nó sẽ fail. Còn nếu tôi điền đúng mật khẩu thì nó sẽ báo đúng. Như này là kết nối thành công này. Thấy không? Đó.
Nếu mà bạn nào đã kết nối thành công rồi thì bấm OK. Cái gì? Kệ nó đây. Như này là kết nối thành công mà. Xong bấm OK. Nó tự tạo ra một cái kết nối đến cơ sở dữ liệu. Không. Học thì cần gì bao, còn bao giờ làm thì mình đến lúc đấy tự học xong. Điên à, mật khẩu tôi là từ 1 đến 6. Được chưa? Tiếp theo này, nếu mà các bạn muốn kết nối máy mình đến một cái con server khác chẳng hạn. Được chưa? Một cái server đang online ở trên mạng chẳng hạn. Thì tất nhiên là phải được bên kia nó cấp cho cái tài khoản và mật khẩu của cơ sở dữ liệu. Thì như vậy thì chúng ta muốn kết nối chúng ta lại tạo connection. Xong ví dụ như con này của tôi này, con GitHub của tôi này. Thì tôi sẽ xem cái connection property đây. Tôi đặt tên nó text này, bạn thích viết cái gì thì viết. Miễn là để các bạn nhớ ở máy các bạn thôi mà. Còn ở đây nó là cái IP, nó là cái giải IP của con server đấy. Được chưa? Còn đây là cái cổng 3306. Thì thường MySQL nó để ở cổng 3306. Tiếp theo là cái username và cái password. Sau đó cũng lại test connection, nếu test thành công thì ok, lưu xuống. Các bạn hoàn toàn có thể chuột phải vào đây. Chuột phải vào xong chọn là connection property, sửa tên cái này. Ví dụ tôi để đây là local. Ok xuống, nó đổi tên thành local và tôi open nó ra, kích vào, kích đúp vào. Đã open nó ra. Cái mà mình cho người ta để người ta vào cái cơ sở dữ liệu là cái mà mình điền mật khẩu. Đúng rồi. Không, nó là cái này này. Cái dòng thứ hai. Nó là mấy dòng cơ. Đây nó là cái dòng này là một. Quan trọng nhất là cái dòng này. Dòng thứ hai là cái dòng này này. Và cái ba là cái này, ba thông số này. Được chưa? Lấy cái gì hết? Cái đó. Lấy hết rồi đấy, hết rồi. Ai biết? Chắc là trong đấy không có dữ liệu, trong không có bảng. Không có lấy. Không phải đâu. Dạy cái đấy lâu lắm. Tốt nhất là tự vọc đi. Được chưa?
Tiếp theo này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra cái cơ sở dữ liệu ở trong cái cơ sở dữ liệu ở máy mình. Thì để tạo ra một cái cơ sở dữ liệu ấy, ở trong cái PPMadmin thì tôi sẽ không hướng dẫn nhá. Bởi vì trong đấy tôi không có giao diện, tôi không có cái gì để làm để show cho các bạn trực quan, tôi chỉ ra giúp các bạn tạo ra ở đây thôi. Được chưa? Thì ở trong này chúng ta sẽ chuột phải vào trong cái này, chọn cái new database. Chuột phải vào cái my connection, cái connection đó. Chọn new database. Đấy, nó lòi ra cái database name và cái collect tra set collection đúng không? Collection đúng không? Đúng nhá. Thì cái database name ấy thì thường thường người ta đặt tên database theo tên dự án. Ví dụ như dự án của lớp mình là 1710. Đúng không? PHP 1710 chẳng hạn. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có chọn cái default tra set này, thường thường ở Việt Nam thì chúng ta hay chọn là UTF-8. Còn sau này khi mà các bạn sử dụng Laravel ấy, thì bọn nó sẽ để mặc định là UTF-8MB4. Mỗi một cái tra set này thì nó là một cái loại gọi là cái gì? Tôi chẳng biết dịch sang cái từ tra set sang tiếng Việt là cái gì. Cái tra set kiểu dạng là một cái tính năng á, một cái chuẩn á. Nếu mà UTF-8, nếu các bạn chọn chuẩn UTF-8 thì nó có rất là nhiều những cái collection giúp chúng ta có thể là hiển thị được và lưu trữ và hiển thị được tiếng Việt có dấu. Được chưa? Còn những cái loại khác thì có khả năng các bạn không hiển thị được chữ có dấu đâu. Được chưa? Ngoài ra nếu mà chúng ta dùng MP4 thì nó vừa có điểm lợi vừa có điểm hại. Bởi vì những kiểu cái tra set khác á thì nó sẽ không lưu trữ được những cái icon. Thì ví dụ mặt cười, mặt nếu các thứ thì nó không lưu trữ được. Nhưng mà có cái MP4 thì các bạn có thể lưu trữ được những cái thứ đấy. Nhưng mà ngoài ra nó cũng có cái điểm rộng. Đó là MP4 thì nó có một cái đặc điểm, đó là cái độ dài tối đa của cái stream ấy, của nó chỉ chấp nhận 191 ký tự thôi. Đấy là tối đa. Dài hơn nó bị lỗi ngay. Được chưa? Còn thì tùy dự án của các bạn là như thế nào thôi, thì các bạn lựa chọn. Xong chưa? Ví dụ có thể chọn UTF-8 này. Xong rồi như tôi hay dùng ba loại cái collation này, đó là cái General CI là một. Cái này cũng có thể lưu trữ được tiếng Việt. Hoặc là dùng Unicode CI cũng có thể lưu trữ được tiếng Việt. Vietnamese CI cũng có thể lưu trữ được tiếng Việt. Thực ra khi mà chúng ta lựa chọn cái collation này, nó sẽ tùy thuộc theo phiên bản của cái phần mềm MySQL của các bạn. Bởi vì có những cái phiên bản ví dụ như từ MySQL 5.3 là nó không có cái Vietnamese CI đâu. Nếu mà sau này khi các bạn triển khai lên con server nào đấy nó chạy cái MySQL 5.3 đổ xuống đổ về trước thì nó sẽ không có cái này để cho bạn chạy, thì cái cơ sở dữ liệu của bạn sẽ bị lỗi. Tùy, như tôi hay dùng thằng Unicode này hoặc là General. Xong chưa? Ok, xuống. Thấy chưa? PP1710 này. Sau đó nếu các bạn vào trong DB của cái PPMadmin ấy, các bạn reload lại nó cũng xuất hiện cái PP1710 trong đấy. Có chứ? Bởi vì hai thằng chọc chung vào cái phần mềm MySQL mà. Đúng chưa? Thì làm gì đâu có bảng biết gì đâu mà có gì. Được chưa? Đấy là cách tạo ra cơ sở dữ liệu. Có ai bị lỗi không? Kệ mày. Không, không nhắc lại nữa. Ông có nghe đâu, ông toàn đi đâu, ông làm cái gì á. Gái gú các thứ cơ mà. Đấy. Làm sao còn đứa nào có vấn đề gì nữa, mang máy lên đây. Tôi không xuống đâu, mỏi chân lắm rồi. Anh hỏi cái này không cần nói lại. Ờ. PHP MySQL là cái gì vậy? MyAdmin. Ờ. Ra ngoài homepage. Bấm vào cái hình home ấy, cái hình ngôi nhà ấy. Đấy, nó có cái đoạn language ở dưới. Không. Xong chưa? Còn ai có vấn đề gì không? Đói quá, nói nhiều con đói quá. Đang phải nuốt nước bọt cho đỡ đói. Tiếp tục nhá, bây giờ chúng ta tạo bảng này. Tạo bảng này. Kích đúp vào. Để cho nó sang màu xanh này. Nó sổ xuống một đống này. Được chưa? Trong này nó sẽ có cái table này, đây là danh sách các bảng của chúng ta, nhưng mà chúng ta hiện tại không có cái bảng nào. Đúng không? Thì để tạo bảng này chúng ta có rất nhiều cách. Cách thứ nhất là chuột phải vào đây. New table. Được chưa? Hoặc là có cái nút ở trên, thường thường của các bạn ở phía trên thì phải.
nó có cái nút new table đúng không? Còn của tôi nó ở dưới này, bấm vào đây nó cũng new bảng, nó ra cái giao diện trông như này, được chưa? Sau đó là nó sẽ hiển thị theo cái dạng là hàng ngang như này, nhưng mà hàng ngang này là để định nghĩa các cột đấy, hiểu không? Để định nghĩa cái cột đấy, thì ở đây chúng ta có cái cột này là tên cột này, name là tên cột này, nhá? Cái type này là kiểu dữ liệu của cột này, cái length là độ dài ký tự của cột, cái decimal này để quy định những cái số thập phân sau dấu phẩy, được chưa? Not null là cái cột này được phép là để trống hay không, cái dữ liệu của cột này được phép để trống hay không. Còn cái key kia là nó sẽ set cho cái cột của chúng ta được set là cái cột của chúng ta là foreign key hay là key bình thường hay là primary key. Không có key thì chẳng sao. Nhưng mà một bảng thường thường nên có key. Nếu mà dùng một cái bảng đấy cần gì? Nếu mà dùng một cái bảng đấy thì chẳng cần key. Được chưa? Thì chúng ta sẽ ví dụ tạo ra cái bảng là student đi. Student thì khi mà tạo bảng chúng ta có một cái lưu ý như sau, đó là tên bảng nhá, lưu ý này, đi bảng không lại ăn bảng. Tên bảng thì sẽ đặt là danh từ, hầu hết là danh từ, nó đại diện cho một cái thực thể ở trong cái dự án của chúng ta. Ví dụ như dự án của chúng ta là PP1.0 đúng không, thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề cần phải quản lý, đó là sinh viên này, giảng viên này, rồi thì bài học này, khoa ngành, phòng học. Bây giờ tất cả những thứ tôi nói nó đều là danh từ đúng không, là thực thể. Thì tất cả những cái thứ đấy chúng ta mở thì chúng ta sẽ quản lý rất là nhiều, bởi sinh viên mà, sinh viên trong đây có từ đôi 4, 6, 8, 10, 10 đứa là số nhiều đúng không, trên 1 là số nhiều, cho nên là chúng ta sẽ là số nhiều tên bảng, số nhiều tên thực thể, số nhiều, được chưa? Và thường thường chúng ta không biết hoa được cái này, cho nên chúng ta sẽ biết thường, biết thường hết, được chưa? Còn tên bảng quan hệ, tức là ví dụ như student quan hệ với class, một sinh viên sẽ thuộc một cái lớp nào đấy đúng không, thì có thể là một sinh viên học nhiều lớp thì quan hệ này sẽ là quan hệ nhiều nhiều, thì chúng ta có cái bảng để giải quyết cái vấn đề bảng quan hệ, cho cái quan hệ nhiều nhiều trong cơ sở dữ liệu đó. Thì chúng ta sẽ xây dựng một cái bảng phụ, thì cái bảng phụ của chúng ta hay là tên kiểu dạng là student gạch dưới class gạch dưới xgrad. Thì tôi bản thân tôi hay đặt như thế này, đây là tên thực thể 1, tên thực thể 2 và xgrad, xgrad và xtrain reference là quan hệ với nhau, được chưa? Khi mà với bảng quan hệ thì chúng ta không đặt số nhiều, và tất cả các tên bảng nếu mà nhiều cái từ mà nó nhiều á, tức là từ 2 từ trở lên, thì chúng ta sẽ làm sao? Đặt theo kiểu snake key gạch dưới, bây giờ không ai gọi là shift trừ nữa đâu, người ta gọi là gạch dưới, thế nó mới đúng chất thành phố. Mang tiếng thanh niên Hà Nội, thị trấn Hà Nội, không còn thành phố Nam Định. Được chưa? À, cái gì? Nó bị cái gì kệ nó, đây là vấn đề của nó. Tiếp tục này, đây là đặt cách đặt tên bảng nhé, chứ chúng ta tạo bảng đâu mà đặt. Được chưa? Rồi, đây là cách đặt tên. Bây giờ, ví dụ chúng ta sẽ phải trừu tượng hóa những cái thuộc tính nào nghe. Bây giờ tiếp theo chúng ta phải trừu tượng hóa những cái thuộc tính của một thằng sinh viên vào trong cái bảng của chúng ta để cho nó thành cái cột. Được chưa? Thì ví dụ như một đứa sinh viên thì có những cái thứ gì? ID. Đó, ID. Name. Gì đó? Bớt đi. Gì đó? Không chỉ là address. Tôi viết theo một hàng ngang em đấy. Cái dở, nếu mà đặt cái hàng dọc ngay á, thì bởi vì cái số lượng cột chúng ta không quy định được, cho nên nó sẽ bị giới hạn. Còn chỉ đặt cho hàng ngang thì nó sẽ trực quan hơn. ID này, name này, birthday này, rồi thì address này, gì nữa? Giới tính, đúng không? School, trường nào, đúng không? Ví dụ thế.
Được chưa? Có khóa học nào tùy. Xong chưa? Đấy, tạm thời bằng này là bài không thông số nhé. Tiếp tục này. À, mỗi một cái cột này chúng ta phải xét cho nó một cái kiểu dữ liệu. Được chưa? Mỗi một cột bắt buộc phải điền dữ liệu thuộc về cái kiểu dữ liệu do chúng ta định nghĩa ra ngay từ đầu này. Ngoài cái kiểu dữ liệu này ra, nó không insert được những kiểu dữ liệu khác. Ví dụ như các bạn định nghĩa cái ID này nó bắt buộc phải là số, thì các bạn viết chữ vào đấy, nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Được chưa? Thì ở đây ID thì người ta hay đặt là số. Chúng ta có cái kiểu giữa các cái kiểu loại dữ liệu về số như sau. Ví dụ tôi đặt là ID này. Được chưa? Chúng ta sổ ở đây xuống. Được chưa? Đầu tiên là in. In INT hoặc là integer thì đều được. Được chưa? INT hay integer thì đều được. Cái kiểu này là kiểu số nguyên. Nó chứa được khoảng 4 triệu số, hơn 4 triệu số. Ngoài 4 triệu số là nó sẽ bị lỗi. Tiếp theo là kiểu big in. Đây, big in này. Big in thì nó sẽ chứa được khoảng 16 tỷ số. Từ âm 8 tỷ bao nhiêu đấy cho đến dương 8 tỷ bao nhiêu đấy. Tôi không nhớ lắm. Tiếp theo là có kiểu là tiny in. Đây, tiny. Đọc là tiny. Thì chúng ta cứ gõ đây nó sẽ tự sổ ra mà. Tiny. Đây này. Tiny in đây này. Cái tiny in này thì nó sẽ chứa được 256 số. Từ âm 127 cho đến dương 128. Đó, ngoài cái số ấy ra không điền được bạn. Lỗi ngay. Được chưa? Đấy là về các kiểu về số nguyên. Các kiểu về số thực thì chúng ta có double, float và decimal. Decimal thường thường người ta sẽ tạo ra để quản lý những cái thông số về tiền nong của những cái nước, ví dụ như Anh, Mỹ. Nó sẽ có cái đơn vị nhỏ nhất là sen nhưng không phải là đô. Được chưa? Một đô bằng 100 sen này cả. Thì nó sẽ tự sinh ra chúng ta những cái đơn vị một. Thì nó sẽ tự sinh ra 1.00. Được chưa? Ví dụ như 1.5 đô chẳng hạn, nó là 1.50. Được chưa? Cái số bao nhiêu cái số chấm ở phía sau này thì các bạn viết vào đây này. Đây là cái số này. Thấy không? Các bạn chọn decimal thì nó sẽ các bạn viết số 2 vào đây. Thì đằng sau cái con số của chúng ta tự động thêm vào hai cái chữ số nữa. Được chưa nhỉ? Đó, cái đấy là các bạn cần phải ghi nhớ. Còn về cái độ dài thì mặc định cái độ dài in nó cho phép chúng ta điền 11 số. Ví dụ như ID là tôi sẽ chọn là INT. Được chưa? Độ dài không cần điền, tự động nó nhận được 11 số, decimal thì không có, cái số 0 vào. Cái thằng này các bạn nhìn thấy cột kia không? Đây à. Kích vào đấy. Nó hiện lên một cái chìa khóa. Thì cái cột key này nó sẽ được set là primary key của bảng này. Nếu một bảng các bạn muốn có nhiều key thì các bạn cứ kích vào đấy thôi, nó tự động sinh ra thành nhiều key. Được chưa? Chúng ta có cái trò là auto increment. Là tự tăng. Mỗi một lần điền insert dữ liệu trong cái bảng này thì cái số này chúng ta không phải điền dữ liệu cho cái cột ID nữa, mà nó sẽ tự động tăng mỗi lần tăng lên một đơn vị. Nếu mà bạn nào dùng cái SQL Server ấy, nó cũng có cái phần config cái này. Và mỗi một lần chúng ta có thể config thì nó tăng lên một đơn vị hay hai đơn vị hay 100.000 đơn vị thì tùy. Đấy là của SQL Server. Đặc biệt ở cái SQL Server nó có cái dở hơi, đó là nếu mà mỗi lần các bạn reset lại server, reset lại cái hay là update cái gì của SQL Server ấy, tự động nó tăng lên đơn vị 1.000. Ví dụ đang chạy, đang insert đến 200 chẳng hạn. Tự nhiên các bạn reset xong, các bạn insert thêm một phát nó lên 1.001. Insert thêm, reset phát nữa, insert nó lại lên 2.001. Đó rất là dở hơi. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta xuống một cột, thêm một cột nữa, thì chúng ta tap một phát để nó xuống dòng. Tiếp theo đến cột gì? Name. Thì viết name vào đây. Kiểu dữ liệu của chúng ta, cái kiểu dữ liệu dạng text thì nó có những cái kiểu dữ liệu sau. Varchar thì nó là kiểu dữ liệu về ký tự. Nó chấp nhận cả chữ có dấu lẫn câu chữ không có dấu. Nó không giống như SQL Server. Trong SQL Server thì nó có kiểu dữ liệu varchar và dữ liệu nvarchar, đúng không? Thì chỉ có kiểu dữ liệu nvarchar thì mới được phép viết ký tự có dấu vào. Còn ở trong SQL thì chúng ta không cần.
chúng ta chọn Vacha. Còn có một kiểu dữ liệu nữa là Tiny Text, Text và Long Text, Medium Text nữa. Thì nếu mà các bạn chọn Long Text ấy, ở Long Text ấy, thì số ký tự có thể chứa được ở trong một cái cột đấy, tức là một bản ghi ấy, số ký tự có thể chứa trong một bản ghi ấy. Và của cái cột text này nó tối đa là rơi vào tầm khoảng 2 GB dữ liệu cho một record. Đó, số lượng lưu trữ nó rất là lớn, cho nên thường thường người ta sẽ chọn text cho những cái đoạn, cho những cái cột nào lưu trữ nhiều dữ liệu là text. Còn nếu ví dụ như tên chẳng hạn, tên ai có ai dài đến 500 ký tự không? Có trang nhé. Thì tên thì người ta sẽ thường chọn là Vacha để vừa có dấu và có số lượng ký tự không dài. Nếu mà chúng ta không điền cái độ dài của len này, thì nếu mà các bạn chọn UTF-8 thì nó sẽ là độ rộng, độ dài là rơi vào tầm mặc định là 255 ký tự. Được chưa? Và tên thì bắt buộc phải điền, mỗi người bắt buộc có tên, cho nên là sẽ chọn là tick và not null. Khi bạn tick và not null thì ở trong cái bảng này mỗi lần các bạn insert dữ liệu vào thì bắt buộc phải điền dữ liệu cho cái cột name này, nếu không nó sẽ báo lỗi. Được chưa? Tất nhiên chúng ta còn có thêm cái trò default này nữa. Default đó là khi mà các bạn không insert dữ liệu vào trong cái cột này, thì ví dụ các bạn có thể viết vào đây linh tinh gì vào đây, đúng không? Hoặc chọn một cái hằng số ở trong MySQL hoặc một cái hàm có sẵn ở trong MySQL thì nó sẽ tự insert giá trị như vậy. Được chưa? Đó, nếu trong trường hợp các bạn không insert dữ liệu ở đây, tôi không có mặc định gì cả. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là đến cột tôi để email đi, đúng không? Email thì lại Vacha, cái này cũng là not null. Và chúng ta sẽ có cái thằng email à. Tí nữa chúng ta sẽ để cho nó là unique. Để coi unique ở đâu nhỉ? Chẳng biết để đâu. Thôi tí nữa set unique xong. Được chưa? Đấy là email. Tiếp theo là đến bước đến, đúng không? Birth date thì chúng ta sẽ có kiểu dạng những cái kiểu lưu trữ về ngày tháng và thời gian đó, thì chúng ta có vài kiểu dữ liệu như sau. Date là lưu trữ kiểu dạng và ngày tháng, kiểu dữ liệu của nó sẽ là năm, gạch ngang tháng, gạch ngang ngày. Đó, cái này mình xét được không? Xét được. Xét cho MySQL server ạ. Thực ra tôi làm toàn dự án Âu Mỹ nhưng chẳng bao giờ xét lại. Không biết là có xét được không, tôi chưa thử bao giờ. Có thể là maybe có thể là xét lại được. Tiếp theo là date time. Kiểu dữ liệu tiếp theo là date time. Date time thì nó cũng giống như date thôi, nhưng mà nó có thêm cách ra hai chấm giờ, hoặc cách ra hai giờ hai chấm phút hai chấm giây. Đó, cái kiểu dữ liệu lưu trữ của nó lưu trữ được cả giờ phút giây nữa, nó hơn so với cái time kia. Còn kiểu dữ liệu tiếp theo nữa là kiểu dữ liệu về timestamp. Timestamp thì timestamp nó cũng là kiểu date time, tuy nhiên nó mặc định có cái tính năng đó là khi các bạn insert dữ liệu vào, chúng ta không cần phải điền dữ liệu cho cái cột timestamp này, mà nó sẽ tự động lấy giờ của server của SQL, MySQL để nó điền vào đấy. Chúng ta không phải insert dữ liệu cho cột này. Thường thường bọn tôi dùng cái cột này, cái dữ liệu timestamp này cho cái cột nhưng mà cần phải đánh dấu mốc thời gian, ví dụ như grid thật nét như này, là cái người này được tham gia vào hệ thống từ ngày tháng năm nào, giờ nào, phút nào, được chưa? Thêm vào tại thời điểm nào. Đó là lý do vì sao khi thi thoảng chúng ta có những cái email chúc mừng là cảm ơn bạn đã tham gia cái gì diễn đàn gì gì đấy sau khoảng bao lâu, thì nó dựa vào cái cột này. Được chưa? Đó, date time. Tiếp theo đến là cái gì nhỉ? Address. Address thì cái này tôi hoàn toàn có thể để text, để dạng text. Gender. Gender, đố các bạn gender để gì? Để dữ liệu kiểu gì? Tại sao lại là in? Tại sao không phải là Vacha? Dễ gì? Như nào là dễ?
Ờ đúng, công nhận là in hoặc là để, nếu đúng ra là tiny in thì đúng hơn. Tại sao lại không để là va chạm? Có ai có ý tưởng không? Tại sao lại trả về 01? Gender là giới tính đâu, chỉ có 0 và 1. Đúng. Nếu trong trường hợp các bạn gõ va cha vào thì cái không gian giới hạn tên, cái dấu giới hạn giới tính nó không, nó sẽ rất rộng. Và chúng ta phải xử lý rất nhiều dữ liệu logic ở trong đấy, ví dụ như nam. Riêng cái mỗi cái từ nam, giới tính nam hay nữ, từ nam thôi đã phải rất là nhiều trường hợp rồi. Đây là một nam này. Đây là hai nam này. Đây là ba nam này. Bốn nam này. Đúng không? Còn gì nữa? Nam này. Nam nữa này. Nó rất là nhiều trường hợp. Đúng không? Cho nên chúng ta không lưu trữ kiểu này, mà chúng ta sẽ lưu trữ kiểu dạng là 1, 2, 3, 4. Ví dụ 1 là nam, 2 là nữ, 3 là gay, 4 là lét, 5 là giới tính của thằng Quang. Không có giới tính chẳng hạn. Đây này. Được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ, sau này chúng ta sẽ chuyển đổi sang khi mà lấy ra thì chúng ta kiểm tra, nếu mà 1 thì là nam, 2 là nữ, 3 là cái gì đấy. Ừ. Được chưa? Xong. Sau đó đến cái gì? Đến cái gì nhỉ? Cột gì? School. Cái này để kiểu dữ liệu gì? Và cha thôi cũng được. Sau đó chúng ta bấm Ctrl S thì nó sẽ bắt chúng ta điền table name. Để đây là student. Ok, xuống. Và mở cái table này ra, chúng ta sẽ nhìn thấy là nó có cái student ở đây. Nếu thích thì có thể kiểm tra lại trong ppmanmin. Xong chưa? Đó, khi chúng ta kích đúp vào đây nó sẽ bùng ra cái bảng. Đúng không? Từ hàng ngang nó chuyển hàng dọc rồi này. Cái gì? Làm sao? Được chưa? Đó. Đây là một cái thao tác. À, muốn sửa cấu trúc bảng đúng không? Rồi, ok, quay vào đây. Trong trường hợp chúng ta muốn sửa cấu trúc bảng thì chúng ta có thể làm như sau này, chuột phải vào cái bảng. Chọn Design Table. Thấy chưa? Ơ thì nó tự ra len mà. Tôi lừa ông làm gì? Được lợi gì vậy? Hả? Nãy tôi nói rồi mà, độ dài nó mặc định. Được chưa? Nếu mà chúng ta muốn đổi tên cột thì đổi luôn trong này. Nếu mà chúng ta muốn thêm cột thì bấm vào cộng này. Muốn bỏ cột thì bấm vào trừ này, tích vào đây bấm vào trừ hoặc là bấm vào cộng. Được chưa? Hoặc muốn sắp xếp đây. Chết mẹ. Trừ đi, bỏ đi. Được chưa? Đó. Muốn thay đổi cái gì nhất vào đấy. Kể cả thay đổi kiểu dữ liệu cũng được luôn. Xong chưa? Còn tôi sẽ không dạy các bạn những cái câu lệnh tạo database, những câu lệnh tạo bảng, cập nhật cấu trúc bảng đó nhá. Những cái đấy chúng ta đã có công cụ, chúng ta không dùng nữa. Không cần để làm gì cả. Thấy chưa? Còn nếu mà muốn học thì tôi vẫn cứ dạy bình thường. Và những cái đấy nó không khó. Không. Đi làm không thiếu công cụ, chúng ta làm những cái trò đấy. Trừ khi sau này các bạn chọc được lên, được quyền cầm server ấy. Trên server nó không có giao diện thì chúng ta cần phải làm những cái việc đấy.
Còn nếu mà chúng ta không được sờ lên server thì đã có công cụ rồi thì dùng thôi. Được chưa? Sao có muốn học cái câu lệnh về tạo database, xóa database không? Create database, cách tên database, cách tra xét, giá trị tra xét, cách collation, cách giá trị collation, enter xuống là sao? Thế là tùy, nhưng mà theo tôi thì nó không cần lắm. Thực tế ra là cũng cần, nhưng mà sau đấy là công việc sau này thì chúng ta đã biết được cái cách tương tác rồi thì chúng ta tự học rất là dễ. Được chưa? Còn tạo bảng, cập nhật cấu trúc bảng, xóa cái cột trong bảng, đổi tên cột trong bảng cũng vậy. Sao em viết lên? Viết vào đâu? Viết vào cái cột name. Đâu? Viết vào đâu? Viết đây á? Vâng. Viết đây gì? Vâng. Đây. Ví dụ mày tên là gì? Quang. Cái gì Quang? Nguyễn Duy Quang. Email là Quang. ND. Birth date chọn một ngày, ví dụ như kiểu là sinh năm bao nhiêu nhỉ? 1996 này trừ 02 trừ 01. Address là Hà Nội. Gender là gay là 4. School là trường gì? Petit. Petit. Đấy. Đấy xong. Thế nó chỉ có ăn ở thôi. Chúng ta nhìn lên đấy tôi không hề điền cái ID đúng không? Nên tôi không hề điền cái ID, tự nhiên nó sinh ra. Bây giờ tôi thêm một bản ghi nữa. Ví dụ như thằng Quang bên cạnh tên là gì? Quang. Nguyễn Hồng Quang à? Ở đây là email, tôi thêm cái ở đây. Quang thh@gmail.com 1996 trừ 01 trừ 01. Đây là Lào Cai. Gender là 3. Trường gì? Công nghệ. Đây, xong. Nó tự sinh ra cái số 2 này. Sau đó chúng ta có thể tương tác với a.gmail trong này. Sao cái vấn đề em nhập? Được chưa? Xong chưa? Các con rời. Được chưa? Nãy giờ chúng ta insert dữ liệu đấy. Đang insert dữ liệu đấy. Bây giờ chuyển tiếp này. Trong trường hợp chúng ta muốn thực hiện việc insert dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ phải thực thi một câu lệnh. Chứ ở trong PHP thì làm gì có cái trò là chỉ vào đây, bấm vào đây xong rồi bắt đầu là viết cái gì đâu. Đúng không? Nó phải có một cái cơ chế để giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu này. Thì chúng ta sẽ thực hiện những cái câu lệnh, cái câu SQL thì như sau này, các bạn để ý này. Nhìn thấy cái query này không? Nhìn query không? Đây này. Đây này. Mấy đứa ngồi dưới xem nhìn thấy không? Bấm vào. Được chưa? Bấm vào. Xong ở chỗ này, phần khu này các bạn có new query đúng không? Còn của tôi nó ở dưới này. Đây tôi bấm vào đây. Nó ra một cái chỗ để viết. Được chưa? Đây là chuẩn bị viết này. Rồi, chúng ta lệnh câu lệnh như sau. Câu lệnh insert thêm dữ liệu vào trong bảng thì cú pháp như sau này. Insert into. Được chưa? Cách tên table student như vậy. Cách tên table. Được chưa? Sau đóng mở ngoặc tên các cột, ví dụ tôi điền cột là name, điền cột là email, đúng không? Điền cột là birth date. Tôi chỉ điền 3 cột này thôi, gender tôi không thèm điền. Được chưa? Insert into tên bảng, mở ngoặc tròn, tên các cột. Tiếp theo đến value. Từ khóa à? Nó chung với từ khóa à? Kỳ quái thì kỳ. Nó chung với từ khóa của MySQL.
mình ta cái gì, chẳng có mình với ta gì hết. Được chưa? Sau đó điền giá trị tương ứng, ví dụ như name thằng Khánh đây là gì? Cao Quang Khánh, Cao Quang Gánh. Đấy. Thì cái cột ở vị trí thứ nhất này nó sẽ vào cho cái name. Được chưa? Tiếp theo là email thì là Khánh qq a@gmail.com chẳng hạn. Đúng không? Birth date thì chúng ta sẽ để string, insert dữ liệu cho birth date, cho cái cột có time là date ấy, hoặc là time ấy, thì chúng ta đều là insert là string cả nhá. 1996 tháng mấy? 1997 tháng 9. Ngày 21 tháng 9. Đấy, như này. Thế thôi. Nếu mà muốn điền nhiều dữ liệu, insert nhiều dữ liệu cùng một lúc thì chúng ta thêm một cái phẩy và lại viết đóng vào ngoặc tiếp. Như này. Ví dụ thằng Giang ở dưới đây là gì? Cái gì? Dương Văn Giang. Thằng không biết thằng này có họ hàng với thằng Dương Văn Hưởng không? Trước ở CETA có một thằng tên là Dương Văn Hưởng, còn tôi gọi thằng đó là Hưởng Dương. Thì đúng có gì nữa. Giang. Rồi, sinh ngày bao nhiêu? Rồi đấy, được chưa? Xong nhá. Thường thường kết thúc một câu lệnh SQL chúng ta kết thúc bằng dấu chấm phẩy như này để ngăn cách các câu lệnh với nhau ra. Sau đó nhìn cái nút run của tôi ở dưới của các bạn ở đây này. Các bạn ở khu này này, nhìn cái nút viết run này, bấm đấy. Bấm vào, tự tin lên. Đấy. Nó sẽ có cái message là affected row, tức là số dòng được tác động là 2 dòng, thời gian là 0,00 giây. Được chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào đây, chúng ta vào lại cái bảng, cái tab mà có cái student ấy. Chúng ta nhìn thấy cái nút refresh không? Cái nút có cái vòng như này. Tôi không nhớ ở bên Win nó như nào. Sẽ có cái nút refresh, bấm vào đấy. Đây, Cao Quang Gánh này, Dương Văn Giang này. Thấy không? Đây, cái nút refresh tầm, thường thường là tầm này. Hoặc là chuột phải vào chọn refresh. Úi giời ơi. Nhà quê. Hả? Gì? Được chưa? Ai biết được? Gì mà sửa bên trên? Cái gì mà sửa bên trên? Ai biết được? Phá đi mà gì đâu. Rồi một cái ra rồi đây làm gì nữa? Đây là một lỗi này. Thank you.
Xong chưa? Đấy là chúng ta đến với câu lệnh insert dữ liệu. Thế trong trường hợp chúng ta muốn lấy dữ liệu ra ngoài thì làm như thế nào? Đúng không? Trong trường hợp chúng ta muốn lấy dữ liệu ra thì nó cũng phải có những câu lệnh giúp chúng ta lấy dữ liệu ra ngoài bằng PP. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ lấy như này này. Đây, chúng ta sẽ lấy như sau. Lấy bằng câu lệnh này. Comment ở trong này thì các bạn cứ bôi đen tan chôn sược đi, giấu comment vào đây. Hai cái gạch. Được chưa? Hai gạch này là comment. Được chưa? Trong trường hợp chúng ta muốn lấy dữ liệu ra ngoài để hiển thị á, thì chúng ta có câu lệnh là như sau: select sao from tên bảng. Đó, select sao from tên bảng. Và chúng ta run. Thấy một mớ ở dưới không? Xong chưa? Đó. Bây giờ chúng ta thực hành thử tí nhá. Sử dụng PP để lấy dữ liệu ra từ cơ sở dữ liệu. Thử phát chơi. Thấy chưa? Sẵn sàng chưa? Lại cốt lại từ đâu? Đây. Chúng ta sẽ tạo ra cái lesson 19 này, tôi tạm thời tôi quăng đi nhá. Những cái gì từ nãy giờ tôi chuyển sang cái lesson 18. Rồi. Còn lesson 19 thì tôi sẽ reset lại từ đầu, tôi xóa hết đi. Delete này. Xong nhá. Xóa trắng đi, cốt lại. Đây. Tôi sẽ có một file tên là index.php. Code PP trong này. Đầu tiên để chúng ta có thể lấy được dữ liệu từ trong cơ sở dữ liệu ấy, bằng PP chẳng hạn, thì bao giờ chúng ta cũng phải thực hiện một cái đoạn và lấy ra được một cái biến chứa kết nối đến cơ sở dữ liệu. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái biến như này này. Ví dụ các chúng ta phải lưu trữ các thông số, ví dụ các thông số của cái cơ sở dữ liệu để kết nối đến được ấy. Chúng ta như này này. Thường thường thì là host. Được chưa? Host, biến host bằng gì? 127.0.0.1, đây là máy tôi. Hoặc chúng ta có thể viết là localhost vào đây cũng được. Nhưng mà thường là nên viết như này. Được chưa? Host bằng local ở 127.0.0.1. Tiếp theo đến dbname bằng. Cái dbname là tên cái cơ sở dữ liệu sẽ được tương tác. Bởi vì trong máy của chúng ta có rất nhiều cơ sở dữ liệu đúng không? Cho nên chúng ta sẽ lấy một trong những cái thằng đấy để tương tác thôi. Dbname bằng DB lúc nãy của chúng ta tên là gì? PHP 1710, thằng nhà quê chẳng biết cái gì. Student đấy là bảng. Xem lại trong DB của mình nó tên là gì thì viết ra như vậy. Được chưa? Tiếp theo là DB username. Username nó là gì? Nãy kết nối thì username là gì? Vả cho nó phát của tôi cái. Nhanh. Vả. Root. DB password. PWD bằng. Các bạn để là như này. Còn của tôi có mật khẩu cho nên tôi sẽ để là 123456. Biết làm gì? Có vào đâu. Các bạn không cần password thì các bạn để trống, để string rỗng. Tí nữa cái lớp ở trang nó sẽ tèo bởi cổng DB của nó khác.
cổng DB của nó 3307. Đoán trước được chưa? Xong chưa? Đây là các cái thông số cần để kết nối, thiếu cái port nhưng mà thôi, port mặc định của nó là 3306, kệ chạc, tự nó giải quyết, còn chúng ta sẽ làm được, không sao cả. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái biến, đây là tôi sẽ viết vào đây là comment là tạo biến chứa kết nối cơ sở dữ liệu. Thì tạo ra bằng cách là đô la tôi tạo cái biến tên là con, viết tắt của từ connection, bằng new PDO. Các bạn cứ viết như tôi nhá. Cái PDO này nó, cái đoạn này nó là của hướng đối tượng cơ, nhưng mà chúng ta cứ dùng tạm trước đã, từ sau chúng ta cứ copy nguyên xong. New PDO này có cái MySQL 2. Đây là để khai báo với cái PDO này là chúng ta đang sử dụng cái cơ sở dữ liệu là MySQL. Được chưa? Host bằng, nhớ là dấu bằng nhá. $host.... dbname bằng $dbname .. tra xét bằng utf8. Nếu muốn thêm port thì lại .. tiếp. Nghe trên trang không biết gì đâu mà trông mặt ngu. Được chưa? Đây là tham số đầu tiên. Tham số thứ hai chúng ta sẽ truyền vào đây là DB username và tham số cuối cùng là DB password. .. như này. Cái câu lệnh này tôi viết quá nhiều nên tôi nhớ. Thực ra nó cũng chẳng khó. Hả? Cái gì? Hàng lẩu nó khác với hàng xịn chứ. Đây này, các bạn lưu ý nha, cái string chúng ta viết là viết như thế này. Thì cái biến này nó mới hiển thị giá trị của cái biến. Khi mà chạy ấy, thì nó sẽ biết là MySQL host bằng 127.0.0.1 vào vị trí này. .. dbname bằng PHP1710 vào cái vị trí này. Được chưa? Chứ nếu mà viết string 1 phẩy như này là chết đấy nha, chết đòn đấy nha. Đấy à, đấy nó sang một màu chưa? Ồ, ồ, quả bồ. Đúng, kệ đi. Xong chưa? Nhanh lên. Mất thời gian quá. Đây là sự khác biệt giữa máy xịn và máy đểu mà. Được chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ thực hiện VADAM để test xem có kết nối thành công không. VADAM ra cái biến con .. học hết mùng 7. Nhà mày ở đây mà mày lo cái gì? Xong chưa? Rồi chạy. Bạn nào có bị chậm quá không? Ai chậm không? Chạy. Mở trình duyệt ra. Đây vẫn vào index.php. Như này là đúng. Cứ ra cái object pdo thì là đúng. Còn nếu mà sai thì nó sẽ báo lỗi ngay. Được chưa? Có bạn nào không ra mày cái PDO kia không? Chờ tí. Riêng cô kệ cô. Được chưa? Cứ ra object PDO như này thì là đúng. Để tôi share nốt cái này.
Xong chưa? Có ai bị lỗi không? Anh ạ. Đâu mang đây xem nào. Nhìn trên kia chữ P gì? Thế mày viết cái gì đây? Sao còn ai nữa không? Trang mang máy đây. Có phải cày? Tại cô chứ tại ai? Ai bảo cày nghịch linh tinh cho lắm nào? Thế đứa nào nghịch, thằng nào nghịch hộ? Cái gì đây cao tra xét cái gì cũng bịa cái gì đây lại lại tự nhảy sao kiểu cái nhiều thứ tự thế tôi nhớ không nhầm là như này cái gì đây bằng số 7. Cái gì index t.tt là như nào? Em tạo một file index nhưng mà code trong đấy chữ nó trắng hết. Này đúng không? Chữ nó trắng hết thì kệ nó tắt đi rồi mở lại chứ. Không được. Xong chưa? Còn ai lỗi không? Mỗi lần lỗi 5.000 ấy. Ờ, cũng thì thế. Chẳng mấy mà giàu. Chẳng mấy mà giàu. Ai cho mày viết cách như này? Đi từ từ bình tĩnh để xem lỗi. Password đâu? Ông đào đâu cái biến này? Hả? Dùng biến mà không định nghĩa nó ra thì đào đâu ra? Ô hay, hay thật. Chép có mỗi mấy cái mà cũng sai. Lại số lỗi gì? Cái mặt này duplicate entry for key primary key primary. À, tức là nó hay không? Đúng không? Đây này, ID này, comment vào đây, ngắt vào đây. Mày tích vào trong đó không được. Từ lại hãy được. Tôi sẽ làm nhá. Bấn này. Xong chưa? Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta đã có kết nối đến cơ sở dữ liệu rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra câu SQL, tạo câu câu truy vấn. Thì cái câu truy vấn của chúng ta gán nó vào trong cái biến tên là SQL bằng câu lệnh lấy hết dữ liệu ra là câu lệnh gì nhỉ? Vừa học xong. Select gì? Sao from gì? Bảng nào? Student SC. Xong. Được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành là nạp câu SQL vào trong kết nối bằng cách chúng ta có một cái biến statement STMT bằng $con trỏ đến prepare cái biến SQL kia. Các bạn nhớ cho tôi đoạn này bởi vì cái đoạn này nó không bao giờ nó thay đổi. Thấy chưa? Cái lệnh này của chúng ta là cái lệnh nạp. Tương đương với việc chúng ta mở cái query ra và chúng ta viết sẵn cái câu lệnh SQL vào đấy.
Được chưa? Sau đó chúng ta thực thi một đoạn như sau. Là STMT trỏ đến XQ. Như này. Cái này ý nghĩa của nó là thực thi câu lệnh với cơ sở dữ liệu. Đấy, thực thi. Không chưa? Và cuối cùng là chúng ta lấy dữ liệu ra ngoài. Lấy dữ liệu. Lấy kết quả chứ. Lấy kết quả của câu lệnh ra ngoài. Bằng cách là gán cho một cái biến. Đô la result. Biến tên là gì cũng được nhá. Result bằng STMT trỏ đến fetch on. Như này. Lấy hết rồi. Được chưa? Và làm ra, tiếp theo là và làm ra nhưng mà echo trước đã để cho nó dễ, cho nó nhìn nó đẹp. Không là chết đấy, không nhìn thấy gì đâu. Pre echo cái pre này ra, xong thực hiện và đam. Và đam cái result. Đó. Và đây là kết quả. Đây là lệnh. Ngoài kia là output. Xong chưa? Lấy ra chưa?
Tăng chưa? Đúng rồi, ai chả bị thế. Thấy chưa? Đúng không? Ai mà chả bị hai lần? Đúng không? Chúng ta xem là cái output của nó là cái gì? Mạng. Nhạc tuẹt, mạng. Ai chả biết là mạng. Gì nữa? Nhìn kỹ xem output của nó là cái gì? Hả? Một clip, một clip. Rồi sao nữa? Đây, mảng ngoài, mảng trong, ai có nhìn không? Đúng không? Output ra là một cái mảng. Trong cái mảng đấy, mỗi phần tử là tương đương với một dòng ở trong cơ sở dữ liệu. Đúng không? Và mỗi một cái dòng đấy nó sẽ có cột là tên của mảng, tên phần tử của mảng ấy kìa, array ID, array rồi name, email, birth date ấy kìa. Đúng không? Bây giờ tôi muốn viết cái này thành dạng bảng, dành bảng thành bảng table ấy, thành kiểu dạng table ấy, thì làm nào? Đây có phải là mảng không? Mảng, không thì sao? Còn trước hết là có đứa nào bị lỗi không đã? Mang này đây. Mày đã insert dữ liệu vào chưa? Có hai cái. Đâu rồi nào? Bỏ lỗi gì? Thì là chẳng cái gì cả. Rộng. Bạn thái lắm. Chắc không đúng tôi đấy. Không chắc đúng tôi đúng không? Giống nó. Đây này. Dòng này, em dòng này. Dòng này này, đây này. Select gì? Mày biết cái gì đây? Một lỗi nha. Tìm code à? Cái gì đây? Ai cho phép lên dấu cách vào đây? Ấy cổng 3307. Mở cái này ra xem có 3307. Sao không biết là ông 3307? Ai setup cho ông cái này? Đặt ở đâu? Nó che. Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cũng trả lời cho tôi là output của nó là cái gì? Một, nó là mảng. Nhưng mà mảng này thứ nhất là nhìn cái index của nó, cái ID, cái name ấy. Cái mảng ngoài cùng nhá. Thấy chưa? Cái số index bắt đầu từ bao nhiêu? Không là thằng Quang Duy, Duy Quang đúng không? Một là thằng Hồng Quang đúng không? Hai là thằng Quang Gánh này. Ba là thằng Dương Văn Giang này. Đúng chưa? Rồi, trong cái index không này nó lại là một cái mảng nữa. Chuẩn chưa? Cái mảng này có cái key là ID mang giá trị 1, name mang giá trị Duy Quang, các cái khác tương tự. Dựa vào cái này chúng ta có tạo được ra một cái bảng trong HTML không? Sinh ra cái bảng này bằng HTML
thông qua PHP thì làm như thế nào? Tự làm phải chưa? Cho 15 phút. Hả? À, quên rồi thì làm cách nào đấy để nhớ lại, chứ đi sau này đi làm hoặc đi phỏng vấn hỏi đến phần này em quên rồi à? Hả? Không biết, không quan tâm. Làm cách nào làm? Thử đi xem nào, làm nhanh nghe.
nó ra cái bảng giống như ở trong cái chỗ Navicat này. Khi mà ra nó in lại cái bảng student ở trong Navicat này. Bằng PP. Tao ra chưa? Xong chưa? Mang đây quả nào. Mang cái bài đi này. Kinh nhở, nhanh nhở. Copy paste lại của em. David copy paste rồi. Đây nó xong thật rồi đây này. Cái bài anh nhìn lên trước của thầy mà sắp biết đây rồi. Đây à? Đây, có đoạn này khác này. Đâu, cô đọc đây à? Đó, đào đâu ra cái này? Nghe bài trước. Update link mood đi. Cái đâu? Cái DB đâu? DB là cái gì? Kết nối DB nó lấy dữ liệu này cơ mà. Bài... Bài nào? Bài nào? Bên đây này, gạch chéo bước 19. Xong. Trang xong chưa? Đức xong chưa? Ôi giời ơi. Lắm. Trang lên chỉ cho nó đi Trang. Nghe lên, xử lý ngay. Giải quyết thằng đệ này. Liều tiều. Nhục. Quá liều tiều. Bài vớ vẩn này. Đấy dữ liệu đâu giải quyết được phần khó nhất mà không lấy được nữa thì chịu.
Xong chưa? Lâu quá. Xong chưa? Giang không chưa? Sang xử lý nó đi cho tôi. Nghe nghe. Hậu không chưa? Thắng không chưa? Quang xuống xử lý thắng đi. Tôi cho phép ông đánh đập nó. Phải cốt lại thôi. Sao? Được chưa? Tìm được hướng đi chưa? Đấy, làm chị nó phải thế. Chào chị. Sau hơn một khóa là chị nhỉ? Sao hơn quá? Tóm lại là nó dạy ông, nó là chị ông rồi. Mẹ nó luôn. Nhầm à? Nhầm à? Sao? Thằng Thắng mang lát lên đây nè, ngồi đây. Nhanh lên, mang lên đây để cho chị Trang, chị dễ chỉ bảo thôi ạ. Có vẻ sướng. Mấy nên chúng mày làm quan hệ bảng rồi, chúng mày ngồi đây mà khóc. Khánh không nhá? Thằng Quang này tát cho thằng Quang kia phát cho nó làm nhanh hộ tôi cái nào. Xong chưa các con sâu? Rồi tiếp tục nè, thắng không chưa?
Rồi. Đây. Này mà cũng không làm. Nhục quá. Đây. PH gồm ID name gì nữa nhỉ? Email. Email. Birth date. Address. Gì nữa? Gender. Và school. Rồi xong. Ở dưới này thì làm nào? For x đúng không? Ồ chết hết pin. Dạo này pin mình xuống cấp nhanh chứ. Con thấy là mấy trăm à, không nhớ lắm, hình như hơn triệu thôi. Hôm trước mua cái sạc đã 1.2 triệu rồi. Rồi for x cái gì nhỉ? For x cái gì? Result s. Có cần key không? Cần là gì? Không à? Ờ rồi. Đây là s tên. Xong, trong này mỗi một user thì mình sẽ vứt vào trong một cái td nhá. Trong này mình echo ra cái st ở phần tử gì? ID này. Name này. Email này. Gì nữa? Birth date đúng không? Gì nữa? Address này. Gender. Có phải gender không? Sẽ như này này. Ừ. Không chứ. Cái gì ra cái đấy chứ. Ờ, what the fuck cái gì này. If ST ở phần tử gender bằng 1 đúng không? Thì echo ra nam. L if ST bằng 2 hoặc là switch key cũng được, tùy các bạn thích viết cái gì thì viết. Bằng 2 thì là echo nữ. Nữ. Đúng không? L if ST phần tử gender bằng 3 thì echo là gì? Đồng tính. Khác. Đó à, rồi else echo ra là không có giới tính, không xác định. Ví dụ thế. Như này. Được chưa? Sau tiếp theo phải đến td. Vừa làm gì nhỉ? Td của cái echo là cái st ở phần tử address đúng không? School cuối cùng. Đó. À đây. Rồi rồi rồi. Được chưa? Đó, đó là cách chúng ta sẽ sinh ra cái gì? Cái gì? Bảng. Bảng. Đúng không? Sao nữa? Gì nữa nào? Làm tiếp cho tôi phần này. Tự làm đấy. Chúng ta học câu lệnh insert rồi. Chúng ta sẽ phải làm được cái A. Cái A hgrab bằng S trừ student. Chấm pp. Đây là S nhiều. Làm đấy. Chơi lại, chơi lại.
làm phần add new, add mới vào. Nhảm nhí gì ạ? Íp xong eo luôn. Do ăn ở rồi. Nghe gọi anh Đức, anh ấy trả lời cho. Nhanh lên. Này này, làm này. Làm form. Xong rồi sinh ra câu SQL đi. Lưu ý này, chúng ta lưu ý ở đây một điều. Nào quay về đây. Các vấn đề khác tính như tí lên sau. Ở đây chúng ta thực hiện câu lệnh là câu lệnh gì? Select. Select. Chúng ta đây này. Là câu lệnh select đúng không? Câu lệnh select thì nó sẽ trả ra một tập hợp. Người ta gọi là cái đấy gọi là cái data set. Đấy chưa? Một tập hợp dữ liệu. Thì chúng ta mới có cái trò là fetch. Đúng không? Fetch là lấy. Được chưa? Đúng không nhỉ? Chứ còn nếu chúng ta thực hiện câu lệnh insert thì có cái gì không? Có gì để lấy ra? Nó chỉ báo là ok hay không ok thôi. Đúng không? Cho nên khi các bạn thực hiện câu lệnh insert ấy, thì các bạn sau khi có form nhá, các bạn lấy nhận dữ liệu từ form nhá, từ cái form đấy xây dựng dữ liệu cho cái câu SQL này đúng không? Sau đó các bạn vẫn nạp vào bình thường và thực thi xong cái câu exq này. Thế là hết, các bạn head the location đi chỗ khác. Có thể quay về đây để hiển thị. Insert nào? Insert. Nếu mà insert thì biết vào đấy, biết câu lệnh insert vào đấy. Và thay những cái giá trị tương ứng vào những cái cột tương ứng. Được chưa? Insert xong thì mình phải truy cập lại để mình lấy ra. Không. Bởi vì khi mà em head the location về index thì nó lại thực hiện nguyên lại cái mới này. Đúng chưa? Thì nó lại chọc vào DB, nó lấy dữ liệu là nó đổ lại. Đúng không? Không nhỉ? Làm đi. Đây thì up đến GitHub nhé. Nên GitHub mà lại đâu nhỉ? Ở bên không. Nào làm này. Gì? Nhập gì cái gì? Mày thêm cái nút add new vào đấy. Xong rồi làm cái phần thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu bản student. Không dùng cái này nữa nha. Biết tên nó ra, biết tên cầu ra. Không biết cầu 1234 đấy đâu. Sau này quen đi là học. Làm đi cho nó quen.
Phần này hôm nay tôi không chữa đâu nhá, các bạn tự làm là.